Cháu Linh xin chào tất cả các bác anh chị nha. Chào mừng tất cả các bác anh chị đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Rất lâu rồi Mỹ Linh cũng không quay chợ phiên của ngày Chủ nhật ở khu vực Mèo Vạc. Và trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì cháu Linh tiếp tục quay trở lại đây để có thể là quay video cho tất cả các bác biết về chợ phiên ở vùng cao, đặc biệt là khu vực Mèo Vạc. Nói đến Mèo Vạc thì các bác cũng thể biết rằng là chợ phiên Mèo Vạc là một trong những chợ phiên lớn nhất ở khu vực Hà Giang. Đó các bác, ở đây thì bày bán rất là nhiều những đồ nông sản của bà con ở trong bản để có thể mang ra đây nhá các bác nhá. Đến mùa này thì có rất là nhiều đồ ăn này các bác. Đây thì là ớt gió các bác. Đó. Cái ớt này thì rất là cay nhá các bác nhá. Bác nào mà muốn mua thì có thể liên hệ qua Mỹ Linh. Đó. Đây là lá đắng. Đu đủ ấy các bác, có thể làm canh đắng. Mùa này rất là nhiều nông sản luôn các bác. Bi chuối cũng rất nhiều nhá. Rất lâu rồi cháu Linh cũng không quay chợ phiên ấy, cũng chủ yếu là đi giúp bà con nhiều các bác. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì quay trở lại đây để có thể là quay một ngày chợ phiên buổi sáng các bác xem. Mùa này nhiều rau rồi. Đấy, những con mèo các bác, rất là đáng yêu. Mèo này một con bao nhiêu ấy chị? 150 à? Mùa này thì rau nhiều các bác, đặc sản nhiều lắm. Bà con bên này là cũng bán cái gì cũng có. Cháu không cháu đi xem chợ phiên thôi. Vâng. Đấy bí ở bà con người Mông ở trên vùng cao các bác. Trên vùng cao lại có toàn đồ ăn. Toàn đồ ăn nhưng mà mùa này với nhiều bác ạ. Vâng, như mấy tháng trước thì lại không có, khô hạn đấy. Tháng này mưa nhiều, nó dễ trồng rau hơn. Đây giờ đi một vòng, ui dồi ôi, cá tím này các bác. Tuyệt vời luôn các bác. Bí này có thể mua về không? Hầm gà đen nhé các bác nhé. Cho vào gà đen để hầm đó. Ốc này 120 một cân. Hả? 20.000 một cân. Chị lấy nguyên con bé thôi. 20.000 cân. Ui giời, cá chép ruộng này các bác. Chị á chờ đấm phép sẽ phải dẹt. Mùa này thì cá chép ruộng nhiều lắm các bác. Mua ốc về xào anh? Chị ạ. Hả? Mua sát chứ anh hử này. Như kiểu ốc ấy. Vậy ớt thì ui dồi ôi. Nhiều lắm. Ăn lại nghèo. Đây có các cô người giao đi bán gạo nha các bác nhá. Hôm nay sẽ là một vòng chợ phiên Mèo Vạc cho các bác có thể biết về bà con ở vùng cao. Cái khu vực cháu Linh đang đi vào đây thì là cái khu vực bà con bán gạo này, bán rau củ quả, những nông sản ở vùng cao đó. Đây các chị em phụ nữ vùng cao khi đi chợ phiên là cũng có thời gian rảnh rỗi để có thể là đan những cái vải lanh các bác để có thể làm những tấm vải đó. Cái này là ngô luộc này. Bây giờ thì công nghệ số cũng đến bản rất là nhiều các bác. Bà con thì cũng dùng internet rất là nhiều rồi. Ôi bán bí. Đẹp. Ê, mang bà con là đi hái trên rừng mang về đấy.
Cái này một bó bao tiền? 10.000 à? À. Bó 10.000 các bác. Bây giờ thì cháu Linh đang có mặt ở chợ thì đang rất là sớm các bác. Thế nên là bà con có nông sản thì họ mang ra bán sớm. Còn những người đi chợ thì họ đang từ trong bản để đi ra. Có người thì đi bằng xe máy, có người thì đi bằng ô tô, hay là có người đi bộ các bác. Đây cái này thì lấy về để bà con có thể là sử dụng làm vải lanh các bác. Mùa này lê nhiều lắm. Hôm nay quay một vòng chợ phiên các bác, xem là có gì đặc biệt. Tại vì ở chợ phiên Mèo Vạc thì cũng có rất là nhiều kênh người ta cũng là chia sẻ các bác. Đấy, đây là quả ong cong. Quả này chúng ta mang về xào hay là ngâm đi làm nương thì ăn rất là ngon nhé các bác nhé. Cái này chiên rồi. Mình gạo chi rồi, 1 cân 25.000 đấy các bác nhé. Rất là đông người mua quả đào ấy các bác. Măng nhé các bác nhé. Bà con vùng cao thì họ rất thích ăn măng. Đây đi sang cái khu vực mà bà con họ bán quẩy tấu ấy các bác. Ở dưới này thì họ bán quẩy tấu. Ngày xưa thì nó bán ở phía bên mạn mà cái khu vực vùng cao thì nó chia ra rất nhiều các bác. Khu rau, khu bán rượu này, khu bán quẩy tấu này. Đó. Đây chỗ này thì bà con bán quẩy tấu nha các bác nhé. Các bác nào mà muốn mua quẩy tấu thì có thể là ra cái đoạn gần chỗ trung tâm huyện Mèo Vạc đó, chúng ta chợ đêm. Hôm nay thời tiết cũng mưa nên là cháu Linh lại không vào được há đề. Khả năng là bà con há đề hôm nay là nghỉ các bác. Họ cũng gọi điện báo hôm nay nghỉ để có thể là họ đi làm nốt cái công việc cho ông cụ đó. Xem quẩy tấu các bác. Đây là những chiếc quẩy tấu của bà con đan bằng tay thủ công đó. Đây là hàng nào chia? Hàng nào chia? À, 80.000 đi dạo chia. Các bác để đan ra được một cái quẩy tấu này mất rất nhiều công, nhưng mà với giá thành bán ra nó chỉ là 80.000 thôi. Các bác nào mà muốn mua những cái quẩy tấu nhỏ nhỏ này mình mang về trưng bày ở trong nhà hay là nhà hàng ấy, thì nó rất là đẹp các bác nhé. Mà giá thành thì nó cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, trẻ con thì cũng đi cùng mẹ để đi ra chợ phiên này. Đấy, đi bán quẩy tấu các bác rất là vất vả. Thường những đứa trẻ vùng cao các bác. Đây, các cô mua bánh về cho trẻ con ở nhà các bác. Ngày xưa Linh trẻ con thì thực sự là rất là thích bà và người nhà mua bánh về cho. Ê, quả này, hoa quả các bác. Mùa này thì hoa quả vùng cao nhiều lắm. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì cháu Linh quay một vòng chợ phiên, sau đó là sẽ chạy thẳng về Hà Giang các bác. Sau đó đưa cái trường hợp của MC đi Hà Giang. Đây, các bà là cũng ra đây để có thể là
chen chỗ để có thể bán hàng từ rất là sáng sớm các bác. Trước thì cũng có một bà cụ các bác đã trông chỗ từ 2 giờ sáng rồi các bác, thực sự là quá vất vả. Để mua những nông cụ để có thể về làm nương đó, lấy liềm đó. Còn đáng yêu chưa? Đi chợ phiên cùng mẹ các bác, bán hàng. Mang gà đi chợ phiên nữa cả. Mang đi bán à? Con này bán bao tiền? 700.000 á? Gà rừng à? Hay là gà tre thôi? Gà rừng à? Con này gà rừng nhá các bác nhá, 700.000 đâu. Mà bây giờ nó biết gáy rồi. 700.000. Ở đây là gian hàng thuốc nam các bác, của người giao nhá. Chú vâng, chú sáng. Đây là các loại thảo dược các bác. Đây là hoa hồi. Dạ. Thuốc dạ dày trào ngược à? Vâng. Thuốc dạ dày của người giao cũng tốt mà, cả trào ngược nữa, mát gan nữa. Đâu à? Cái này à? À đây đây. Đây là thuốc dạ dày các bác, của người giao á. Cái này là uống một thang hay là mấy thang ấy? Dạ thì uống một gói không hết là khỏi hết. Một gói không hết là khỏi luôn à? À. Cái này là thuốc gia truyền của dân tộc giao nhé các bác, Phan Thị Thủy nhá các bác ơi. Đó. Cái này pha một thì uống nước sôi nguội mỗi ngày sáng tối. Đó, cái gói này các bác, nếu các bác nào cần thì có thể liên hệ qua cháu Linh nhá. Cái này có thể mua hộ. Cái này là chỉ cần uống một thang là khỏi luôn à cô? Cô ơi. Đây đây đây, lấy một củ nữa. Cô ơi, cái này là làm từ thuốc gì ấy cô? Cái đấy là thuốc dạ dày của cô, là có y tế kiểm nghiệm hết rồi. À. Yên tâm đây, đây là có giấy tờ bán hàng rồi. Cái này mình xay nhuyễn lại à? Xay lại để lấy vỏ ra. Cái này mình pha với nước nóng để uống luôn. À. Đó các bác, cái dạ dày này các bác mà cần hàng thì có thể liên hệ qua cháu Linh nhé. Thực sự là nhà cháu Linh thì cũng có bán thuốc chữa dạ dày đó các bác, nhưng mà mỗi thuốc thì có nó khác, có nghĩa là bên này của người giao, còn bên của cháu Linh là của người người Tày đó. Đó, có gì các bác có thể liên hệ qua mình Linh nhé các bác. Đây là toàn những cái thảo dược các bác đó đi hái trên rừng rất là vất vả nhé các bác nhé. Kia là cao các bác. Đấy, Linh thì cũng kiểu bị đại tràng các bác, nhưng mà Linh uống cái thuốc của Linh thì đỡ rồi, nhưng mà cũng muốn là thử cái thuốc chữa đại tràng của người giao xem là cái công hiệu của nó sẽ tốt hơn không, thì cứ thử của mỗi dân tộc anh. Mỗi dân tộc thì nó có mỗi bài thuốc nó khác nhau các bác, và người sử dụng thì nó sẽ phù hợp hơn. Có thì sẽ thử cái này, nếu mà nó chất lượng tốt thì cháu Linh sẽ giới thiệu đến các bác. Dưới này thì cũng rất là đông người nha các bác nhá. Họ cũng bán bánh nhá, quần áo nữa. Cho ba chú. Đông lắm, bánh nhá. Hôm nay thì cháu Linh cũng đi một vòng nha các bác. Đông người lắm. Bà bảo 4.000 thôi. Xuất sinh là 5.000 đúng không? Vâng, xuất sinh 5.000 ạ. Bà bảo là 4.000 thôi. Có được không? Bà lên đây cái. Yêu nào lúc à? Nhà mùa bóc chết tới mùa. Bên này họ bán quần áo các bác. Giờ cứ mic phát âm ra tiếng
cả tiếng phổ thông cả tiếng Mông luôn, để cho bà con là ai không biết tiếng phổ thông thì cũng có thể là đến mua quần áo được. Cái dưới này hết rồi, bây giờ cháu Linh sẽ tiếp tục vòng lên phía trên, sau đó là sang cái khu vực họ bán động vật đó, bán gia súc đó, cháu Linh tiếp tục quay đó, sau đó sẽ di chuyển ra cái khu vực ẩm thực, sau đó quay đến với chợ phiên Mèo Vạc. Thì các bác có thể biết rằng là chúng ta không thể bỏ lỡ được chỗ khu vực ẩm thực của huyện Mèo Vạc, đó là thắng phố mẻn mén, phở lô lô. Nhìn nói các bác nói đến cây lanh thì các bác thể thấy là đây là những cái tấm vải lanh mà bà con ở vùng cao làm mang đến bán đó các bác. Thực sự làm ra được những tấm vải lanh này thì bà con mất rất là nhiều thời gian để có thể làm được những tấm vải lanh như này các bác. Đây là bên người ta thu mua đó. Đồng lắm các bác. Bà con cứ mang ra chợ bán này thôi. Nếu mà được giá thì bà con họ sẽ bán, còn nếu mà không được giá thì sẽ là mang đi về. Sau đó là chợ phiên tuần tới lại tiếp tục quay trở lại. Nếu mọi người muốn nhu cầu mua đặc sản vùng cao thì mọi người có thể liên hệ qua kênh của cháu Thảo Mỹ Linh. Đây là bột Tam Thất Bắc đã được xay nhuyễn nha các bác nhá. Mọi người mà muốn đặt hàng thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh. Một hộp này là 500g, hai hộp là 1 cân nha các bác nhá. Linh thì có cả câu kỳ tử nữa các bác. Nếu các bác muốn mua câu kỳ tử thì các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh đây. Đó, câu kỳ tử thì chúng ta có thể mua về. Và đặc biệt là Linh có thêm cả củ cải sấy khô đây của bà con ở vùng cao Nguyên Đá Hà Giang. Đó, cái này thì mọi người có thể mua về, mọi người để xào thịt, ngâm với nước thì nó nở ra thì mọi người phải thái ra và bắt đầu là dùng thôi. Đó. Và cũng có cả thêm cả nụ hoa tâm thất. Thì nụ hoa tâm thất này Linh có 3 loại, đó là loại A và loại B và một loại đặc biệt. Đó, mọi người có nhu cầu thì mọi người để liên hệ qua Mỹ Linh để mua nụ hoa tâm thất này ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh nhá. Mọi người có thể liên hệ qua số hotline là 0976613609. Và đặc biệt là cháu Linh có thêm mặt hàng là thịt lợn ba chỉ gác bếp, mà hôm vừa rồi là bố mẹ Mỹ Linh vừa làm xong đó các bác. Thịt lợn này thì cực kỳ là ngon nhá. Mọi người có thể lấy về, mọi người có thể để ngăn mát. Thế nên là Mỹ Linh vừa hút ra túi chân không xong luôn. Đó, thịt lợn ba chỉ nhá. Gác bếp nhá. Mọi người muốn nhu cầu thì cứ gọi điện số điện thoại là 0976613609 ở trên màn ảnh video mà các bác hay xem. Đây là lạp sườn nhá các bác nhá. Lạp sườn này cực kỳ là ngon luôn. Treo gác bếp chuẩn lợn đen vùng cao Hà Giang. Đó. Và mọi người nhớ ủng hộ kênh của Thảo Mỹ Linh nhá. Và Linh còn mặt hàng cuối cùng đó là mặt hàng mật ong bạc hà. Đây là mật ong bạc hà, là mật chuẩn nhá các bác nhá. Cái này là Linh đã phải chọn lọc mật ong, nó màu vàng chanh nhá các bác. Đó, mật này mật chuẩn luôn các bác. Các bác có thể mua về sử dụng giúp Mỹ Linh. Đó, và cái món cuối cùng đó là món là mật ong rừng nhá các bác nhá. Mật ong rừng thì mọi người phải liên hệ qua Mỹ Linh. Đó, Linh đã đóng chai thế này rồi, toàn là mật chuẩn thôi các bác. Lấy của bà con trong bản ra, giúp bà con tiêu thụ những sản phẩm mà bà con đã sản xuất ra. Ngoài ra thì Linh có thêm những mặt hàng như là thuốc mát gan. Thuốc này thì có thể là hỗ trợ thải độc gan, hỗ trợ ăn ngon ngủ tốt. Viên gan B, viên gan C của bác Lương Y Ma Thị Thúy ở khu vực Tiên Quang. Và có thêm cả thuốc dạ dày. Thuốc dạ dày này thì các bác biết là thuốc ai mà mắc những triệu chứng về dạ dày hay là táo bón, trào ngược dạ dày, hội chứng kích thích ruột đấy, thì các bác có thể là mua những thang thuốc này của Lương Y Ma Thị Thúy thì cũng đã chữa được rất là nhiều những người bệnh gặp những tình trạng về dạ dày hay là những người ảnh hưởng về gan. Thì cái thuốc mát gan này các bác có thể về sắc, có thể là hỗ trợ thải độc gan, hỗ trợ ăn ngon ngủ tốt. Những bác nào mắc triệu chứng viêm gan B, viêm gan C thì có thể mua thử những thang này về uống thì nó đạt hiệu quả rất là cao. Cứ ba thang này, ba gói này là một thang nhé các bác nhé, ba gói là một thang. Đó, các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh để có thể đặt hàng. Còn cái thuốc dạ dày này cũng là ba gói một thang. Đó, ngoài ra thì Linh có thêm cả chẩm chéo nhé các bác nhé. Các bác muốn mua chẩm chéo thì các bác có thể liên hệ đặt hàng của Mỹ Linh. Đây, chẩm chéo ướt đây,
cực kỳ là ngon. Ăn chấm thịt luộc hay là những gia vị các bác muốn là pha để chấm hay là thịt nướng đều rất là thơm nhé các bác nhé. Mọi người có thể mua chẩm chéo để liên hệ qua kênh của Mỹ Linh qua số điện thoại 0387761631. Số điện thoại là 0387761631. Ở đây là những đơn thuốc mà đã được các bác đặt rồi, một lúc nữa Linh sẽ gửi đi. Đó, thuốc dạ dày, thuốc mát gan. Những bác nào có triệu chứng viêm gan B, viêm C hay là uống rượu nhiều, muốn là thải độc gan và ngủ không tốt ấy, thì có thể uống cái thuốc này. Các bác đun lên và uống thay như cái nước hàng ngày của mình. Đó, còn cái dạ dày nữa. Đó, đây là các bác uống trong vòng 15 ngày nhá. Đặc biệt là kiêng rượu bia và đồ ăn nóng nhá. Đây là họ thu mua bọ xít đấy. Bọ xít hả chú? Xít à. Bà con là cũng bắt về được rất là nhiều. Cái này là nếu mà chết thì nó... Năm mươi nghìn, bé tí một túi bé đấy, 50.000 rồi các bác. Đây cậu bé nhỏ đi theo bà đi bán quả lanh đây. Mùa này thì họ bán bọ xít sang rất là nhiều. Họ bảo là bọ xít này có thể trị bệnh gan hay là bệnh gì đó, tôi cũng không rõ các bác. Đấy, gà cắp nách ấy. Các bác đây là đang mua gà các bác. Gà này bà con là chủ yếu là khi mang từ trong bản ra là toàn cắp vào nách ấy, xong là mang ra phía ngoài chợ các bác. Gà cắp nách, lợn cắp nách. Xem các cô đây là giảm giá nào. Đấy, bà con này là 150 các bác. Bây giờ là cứ đang giảm giá nhau, hợp lý thì mua các bác. Gà đen với cả bàn trên vùng cao là 150, 160 một cân. Có chỗ thì 180 cơ. Và Tết thì đỉnh điểm là 180. Bà con là cứ để thế này là sách này mang đến chợ thôi. Vẫn chưa ra giá được. Đấy, bỏ đưa con gà đấy là 170 nhá, nhưng mà vẫn chưa đồng ý bán các bác. Đồng vui lắm các bác. Chợ phiên chủ nhật ở Mèo Vạc đó. Xem đấy họ bán thuốc gì đây mà đông vui đấy. Thuốc. Cái này là chua gì à? Chua 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 mà khó gì nè? Mốc ba đây. Thuốc này trị đau bụng và các đường tiêu hóa. Cả đau toàn cơ thể các bác. Đau tứ chi đó. Đây hái trên rừng mới có nhé. Chứ nếu mà ở ngoài thì không có các bác. Bà con ở vùng cao thì thực sự là có rất là nhiều bài thuốc luôn. Thì các bác đang bán đậu nha các bác nhé. Xếp hàng này luôn. Món bánh các bác. Bà con nướng trên bếp than đấy. Bánh gạo. Hai cái là 10.000 nha các bác nhé.
Thôi đi chị ơi, bánh này trẻ con thích ăn lắm. Bánh này thì ngày xưa Linh nhà trẻ con là cực kỳ thích ăn các bác. Trên này là cứ 3 thứ thì 10.000 3 thứ. Ê, gà đen này các bác. Gà đen nhá. Mận. Mùa này mận khác trên này nhiều. Giờ là bắt đầu cứ chen chúc nhau các bác. Điện thoại ví là cứ phải cẩn thận, không tí là không thấy đâu rồi. Đây là cám, chuối. Ơ, đi bán gì đấy? Ơ, bán được nhiều không? Đây là áp bó các bác. Bán được mấy cái rồi? Bán 2 cái. 2 cái rồi? Dạ. Thế tao cứ bán đi mà nấp ở đây thế nào bán? Không có chỗ đúng không? Không có chỗ, cứ để tạm đây. Cô đây cho ngồi nhờ đây đúng không? Vâng. À. Bán một cái bao tiền? Cái to, cái này thì nó 100. À, cái to 100, cái bé 80. Vâng. À. Đấy, lâu lắm mình không gặp nhỉ? Dạo này có xem kênh anh đang bận quá, chưa có thời gian vào được. Khi nào anh vào thì gọi điện cho anh. Ừ, alo, ok. Thế nhá, cứ bán nhá. Vâng. Đây là em Pó, hai con ở Phố Mì, được kênh Mì Linh hỗ trợ làm nhà trên kênh đó các bác. Đó. Hôm nay là làm mẹt để mang ra đây một phía bên ngoài chợ phiên để bán các bác. Đó, cũng là rất là tốt, mà một cậu thanh niên cũng là có chí tiến thủ ấy. Đấy. Bà con là mua cái mà Linh nói là có thể cuốn được cái vải lanh của bà con đó. Không biết là một chùm này là bao nhiêu tiền để cháu Linh có thể hỏi để cho các bác có thể thấy được. Cái này tẻ này vô nào chia là? À, 60.000. À, một bó này 60.000 để bà con về đang gửi lanh. Bà con vùng cao là họ cứ phải giả giá, hợp lý thì mua, không thì thôi các bác. Thế bây giờ thì Linh sẽ ra khu vực chợ phiên nhé các bác. Đặc biệt cái khu vực họ bán là gia súc gia cầm đâu. Ở đây thì họ bán rất là nhiều, đó là chó này, gà này, bò này, hay là rất là nhiều của bà con mang ở trong bản ra đấy. Trước ở trên này thì họ bán chợ chó ở ngay trên này, nhưng mà không biết giờ còn bán nữa không. Đây bà con thì nông sản họ khá là nhiều, thế nên là họ cũng di chuyển bán lên phía trên này rất là đông nhé các bác nhé. Tại vì càng ngày càng dân số nó càng tăng ấy. Nên là bà con người ta cũng có những cái mét đường bê tông mà khi vào xây dựng để có thể hỗ trợ bà con làm đường ấy các bác. Thì bà con họ cũng có đường để có thể là di chuyển ra phía bên ngoài huyện để có thể mang được những nông sản ra phía bên ngoài chợ để bán, để có thể là mua được gói mắm, gói muối về cho các con ở nhà. Nói cho Lưu cũng nói rằng là khi có đường rồi, có điện rồi, có trường trạm rồi thì bà con cái cuộc sống, chất lượng cuộc sống của họ sẽ được nâng cao lên. Đó. Thế nên là rất là cảm ơn quý nhà hảo tâm, quý khán giả khi đã ủng hộ đến bà con ở vùng cao để họ có thể là có tiền để có thể là mua xi măng, mua vật liệu để có thể làm đường ở trên vùng cao nhé các bác nhé. Đây là bán màn các bác. Vùng cao thì bà con phải dùng màn này thì nó đỡ bị muỗi đốt các bác. Đây là bán đậu các bác. Cân 15.000. Đây cá bắt để suối lên. Cái này một cân bao tiền chứ? 5.000 á? Rẻ nhỉ. À, bán theo một con gì? Một con 5.000. Hiện tại
còn đông vui lắm. Nói chung là cũng chỉ có một ngày chủ nhật là ở khu vực Mèo Vạc là rất là đông bà con ở tất cả các xã, các thôn ra đến đây để có thể là họp chợ ở đây. Đây là chợ chó nha các bác. Bà con là vùng cao là cứ phải có một con chó nó trông nhà. Mình cứ phải xem xét xem là thích hợp thì mới mua được các bác. Dưới này cũng có này. Dưới này là con chó đen. Cứ phải xem đẹp đẹp thì mới mua được. Con này là chó cụt đuôi này, chó mông ấy. Con này bao tiền hả bác? 600.000 à? Chó mông thì các bác biết là cực kỳ là thông minh. 600.000 con này nhá. Đây đi xuống dưới này các bác. Dưới này là chợ họ bán chó này, bán lợn này, bán bò, bán dê. Ngày xưa là cái chợ cũ ấy thì là nó là ở nguyên ở cái khu vực mà chỗ mà chợ ẩm thực các bác. Ở khu vực đó thì là cái nền đất ấy, bà con họ đến đấy họ cũng mang gia súc ra họ bán uống rượu rất là nhiều các bác nhé. Vịt con ấy. Ở chỗ này là sau khi là bà con là họ bán bò bán dê xong là họ sang đây là cái người mà bán được bò hay bán được dê đấy thì họ sẽ đến đây để có thể là mời cái người mua một chén rượu để có thể cảm ơn các bác. Ở đây thì họ toàn là rượu suông, rượu thẳng luôn các bác, không có đồ nhắm gì cả. Đấy, lợn đây, lợn thì cũng đã mua xong rồi. Con này anh mua con bao tiền đấy? 1.500.000 một con à? 1.500.000 một con các bác. Đang giả tiền với bác này mang ở trong bản ra bán. Đấy lại có tiền về uống rượu rồi. Đây là chợ lợn các bác. Nó phân ra theo từng khu ấy để cho mọi người dễ dàng nhận biết. Úi, sách ở trên tay luôn các bác. Úi dồi. Hình ảnh khá đẹp các bác. Thế mẹ cho để xả chưa? Ấy, kéo lợn đi. Không biết kéo đi đâu. Bác này. Chắc là kéo đi về nhà hay là vừa mua xong các bác. Nói chung là mua lợn đây phải có cái lồng nó mới tốt các bác. Các bác đang hỏi giá mua lợn này. À, chào bác trưởng thôn nhá, đi mua lợn à? À, mua lợn. Mua được 2 con à? Mua chục con ấy. Mua chục con á, con này bao tiền đấy? Con 1.500.000. 1.500.000 à? À. Lợn này là lợn xuôi các bác, thế này là nó rẻ hơn. Còn lợn ở trên vùng cao này nó đắt hơn các bác. Đấy, đây là nhà con gái bác trưởng thôn này. Đấy, úi dồi ôi, chục con luôn. Đấy, nhiều đấy. Mùa này thì do là lương thực có nhiều với cả rau nhiều thì bà con họ đi mua lợn rất là nhiều để có thể về nuôi, để có thể tăng gia sản xuất đó. Mãi cháu Linh chưa vào ở phía trong này.
trong này thì đông quá. Đi sang phía bên này một chút. Xin chào nhá, đi bán lợn à? Bán được mấy con rồi? Ba con rồi. Ba con rồi, con này con cuối à? Bao tiền con này? 1 triệu. 1 triệu à? Đây, bác này đang xem lợn đây, xem là giá cả hợp lý thì sẽ mua nhé các bác nhá. Đấy, đây là người ta đang test thử lợn nữa. Có kinh nghiệm thì mới test được, mình thì không có kinh nghiệm các bác. Đây là lợn này, họ cho vào những cái giỏ này bán luôn, 1,5 triệu các bác. Ơi, chào chú cái á, bán lợn à? Vâng. Bán được nhiều chưa? Mấy con mà chú bán hết rồi. Chú bán hết rồi? Vâng, chú bỏ rồi. Cái này của nhà họ đâu đúng không? Cái đấy của nhà họ rồi. Nghỉ ra chơi gì? Lợn này được đấy nhỉ? Vâng, vâng. Lợn này chưa phải là lợn chuẩn ở vùng cao các bác. Đây là lợn dưới xuôi. Nên là nó rẻ hơn lợn ở vùng cao một tí. Cạnh tranh giá thành nó. Đấy, bên kia có một chuồng luôn các bác. Bây giờ mình sẽ luồn đi qua con này để mình chui vào trong này. Đó. Đây là lợn tên lửa gì? Lần này bà con có tiền mua lợn nhiều. Cháu nhờ tí nha. Đấy, bên này cũng à, mãi không đi hết được cái chợ lợn này các bác, đông quá. Tại vì chợ lợn này phải đi sớm các bác, nếu mà mình đi muộn một chút ấy thì họ bán hết rồi. Tí nữa sổng một luôn. Bên này cũng nhiều các bác. Vào đây thì à? Mình cứ thích ở chợ lợn này các bác, thấy bà con này dắt lợn ra bán nhiều quá. Nó hay đấy các bác. Đấy. Chỗ chua nữa. Trên cả con tàu thì đó là nhảy muốn nhiều lắm mà. Đang cạnh tranh nhau. Và bảo là chỗ bán đắt, chỗ bán rẻ các bác. Bây giờ mời tất cả bác cùng với cháu Linh đi sang phía bên chợ bò. Đó, vừa rồi thì cũng giới thiệu các bác đến chợ lợn rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển sang phía bên chợ bò một chút để có thể là xem là họ mua bò hay nào các bác. Nói đến mà bà con người Mông thì các bác cũng biết rằng là con bò là đầu cơ nghiệp, tài sản lớn nhất trong gia đình của họ. Như đợt vừa rồi thì cháu Linh cũng mua rất là nhiều những bò dự án cho bà con ở vùng cao các bác, cũng giúp đỡ họ để phát triển kinh tế. Thì nó lớn
thôi là. Bò bây giờ là họ bán về xuôi rất là nhiều nhá các bác. Đây là những con bò họ bán về xuôi hết rồi. Ở dưới xuôi họ lên mua ấy. Cứ giữ này thôi, ở trong chợ thì ai hỏi giá được thì bán. Không đi xuống Linh và không đi vào trong được, đông quá. Họ mua được nhiều lắm rồi. Đúng rồi các bác, hôm nay là ngày chủ nhật là bà con ở Cán Chu Phìn mua bò dự án thôi. Là một con là mười mấy triệu ấy, nhà nước hỗ trợ rất là tốt các bác, để có thể giúp bà con họ kinh tế, có con bò đi cầy nương, phát triển được kinh tế các bác. Đấy, hôm nay nhiều người bán bò dự án lắm. Nào hôm nay là đông người bán bò thế. Nên tàu như dự án đâu à? Hả? Chị tao rồi. Nhớ lúc giờ thừa. Ôi bác ấy nhấm chân mình. Con này bán bao nhiêu tiền? Tụi đi hơn nào chưa? Cậu trò rồi. Con này là 10 triệu nha các bác nhé. Hôm nay là bò cũng bán gần hết rồi. Hôm nay là các xã là mua bò dự án rất là nhiều. Ấy. Sợ các bác đi xem chợ bò là cực kỳ là để ý. Không mà nó đạp cho lúc nào không biết. Dù. Nguy hiểm quá. Ui, má già mà. Có người thì không mua được bò ấy. Tuần sau lại đến mua tiếp các bác. Khi nào mua được bò thì thôi. Linh đang bị loạn ở trong cái chợ bò này. Mình đang cố tránh để đỡ bẩn mà vẫn bị dính bẩn. Cầm dây bò ngắn tí anh, cầm dài đấy. Mình vào đây là tay mùi hết bò rồi. Đợi, ui dồi, cưới luôn. Đây, những con bò mà trèo xe này là đã mua xong rồi thì họ buộc ở chỗ cái xe để tí nữa. Con xe đấy họ sẽ vận chuyển đi về trong các xã nhé. Mỗi một con vận chuyển đi vào đến xã là mất là 150 đến 200 hoặc là 250 tùy theo giá xe của từng chủ. Bên này con bò này đẹp đấy. Bây giờ thì cháu Linh sẽ dẫn các bác sang cái khu vực ẩm thực đó. Đến với chợ phiên Mèo Vạc thì không thể bỏ lỡ được cái khu vực chợ phiên đây nhá các bác nhá. Đó, đây thì có rất là nhiều đặc sản. Phở lô lô, bánh này.
nhiều lắm. Linh đi qua đây một vòng quay cho các bác xem. Bà con đi ăn phở đây các bác. Sau mấy lần đi chợ thì họ sẽ về đây có thể thưởng thức một bát phở sáng, hoặc là có người thì không cần, chỉ cần đến chợ để ăn một bát phở thôi. Đó. Đây là rất là nhiều đồ đấy các bác. Đó, đây là tẩu chúa nha các bác nhé. Rất là nhiều món ngon các bác. Thắng cố ơi. Cháu Linh đã nói rằng là khi đến với vùng cao thì chúng ta không nên bỏ lỡ khu vực chợ phiền đây nhé các bác nhé. Mọi người cũng đi ăn sáng đây rất là nhiều. Chào bác nhá. Ở đây. Đi ăn sáng à? Chào chị Mai nhá. Hôm nay bố mẹ bà ngoại, ông bà ngoại đưa đi ăn sáng à? À. Còn hai đứa nhỏ đâu? Nhà. Hai đứa nhỏ ở nhà. Hai đứa nhỏ ở nhà. Nhà dạo này có bị dồn không? Chỉ sau nào rồi. Hả? Thế buổi sau nào sau đấy à? Rồi, thế cứ ăn đi nhá. Ủa đây có hai bông hoa xinh đẹp quá. À, cháu còn rút nhà này nó cực nhiều rồi cô ạ. Hôm nay thì cháu Linh cũng không ăn sáng đây các bác. Cũng chủ mới là giờ view ngày chợ phiên cuối tuần chủ nhật. Đồng cơ ba ăn sáng hả chị? À, vừa đi bán hàng vừa ăn sáng luôn. Bên kia là họ ăn khá đông các bác. Linh sẽ sang bên này quay các bác xem một tí. Phía trên tay trái của Mỹ Linh nó là cái khu vực họ bán thịt lợn. Ở trên đó có bán thịt lợn xuôi, thịt lợn đen cũng khá nhiều các bác. Bà con là cũng chỉ cần đi chợ là được bắt phở đâu. Hạnh phúc rồi các bác. Vợ chồng với nhau đó. Bát phở thì có giá thành là từ 10.000, 15.000, 20.000 phù hợp với giá thành cho bà con ở vùng cao. Còn ở phía bên ngoài thì họ bán một bát là rơi vào 35.000 đến 40.000 một bát cơ. Còn ở trong chợ đây thì nó sẽ rẻ hơn để có thể là đáp ứng được cái nhu cầu của bà con ở vùng cao đó. Ở đây cũng là có bát thắng cố siêu to khổng lồ ấy. Siêu sụp sụp các bác ơi. Bên này cũng khá đúng cách các bác. Ngày có vẻ là 400-500 bát vào cái ngày cuối tuần này các bác. Và cũng ít đấy. Đây bên này thì có món kê gà đối với các anh đàn ông thì cực kỳ là thích các bác. Kê gà nhé các bác ấy. Bên này là món gà. Đây vẫn là một nồi thắng cố nữa. Thắng cố thì bây giờ nó nấu bằng bếp gà nó nhanh hơn. Nhưng mà thực sự là Linh vẫn thích là bếp củi nó ngon hơn nhé các bác. Bên này vẫn có chế lợn này. Có cô. Sữa lợn nhé. Mùa nước dùng là chị đi ăn một mình hay có em bé mấy tháng rồi các bạn. Hôm nay chắc là cũng là một đi quanh một vòng chợ phiên là cũng giới thiệu được gần hết cái khu vực chợ phiên Mèo Vạc rồi. Khi nào các bác mà có thời gian du lịch thì có thể ghé qua cái chợ phiên Mèo Vạc, một phiên chợ không nên bỏ lỡ ở vùng cao, một phiên chợ rất là tuyệt vời các bác, có rất là nhiều bà con
vùng cao và có rất nhiều đặc sản để chúng ta có thể là lựa chọn để có thể mua. Rất đông người các bác, cứ tấp nập thôi. Có chỗ thì nhiều lúc còn chật kín không đi được, các bác cứ nhiều cọ sát vào nhau thôi. Rồi, chắc là video ngày hôm nay cháu Linh chắc cũng xin kết thúc tại đây. Rất là cảm ơn các bác đã theo dõi. Linh sẽ tiếp tục chạy về Hà Giang để có thể là đưa bệnh nhân người ta đi khám. Xin chào, hẹn lại tất cả các bác ở những video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh nhé. Nếu mọi người muốn nhu cầu mua đặc sản vùng cao thì mọi người có thể liên hệ qua kênh của cháu Thảo Mỹ Linh. Đây là bột Tam Thất Bắc đã được xay nhuyễn nha các bác nhé. Mọi người mà muốn đặt hàng thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh. Một hộp này là 500g, hai hộp là 1 cân nha các bác nha. Linh thì có cả câu kỳ tử nữa các bác. Nếu các bác muốn mua câu kỳ tử thì các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh đây. Đó, câu kỳ tử thì chúng ta có thể mua về. Và đặc biệt là Linh có thêm cả củ cải sấy khô đây của bà con ở vùng cao Nguyên Đá Hà Giang. Đó, cái này thì mọi người có thể mua về, mọi người để xào thịt, ngâm với nước thì nó nở ra thì mọi người có thể thái ra và bắt đầu là dùng thôi. Đó. Và cũng có cả thêm cả nụ hoa tâm thất. Thì nụ hoa tâm thất này Linh có 3 loại, đó là loại A và loại B và một loại đặc biệt. Đó, mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh để mua nụ hoa tam thất này ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh nhé. Mọi người có thể liên hệ qua số hotline là 0976613609. Và đặc biệt là cháu Linh có thêm mặt hàng là thịt lợn ba chỉ gác bếp mà hôm vừa rồi là bố mẹ Mỹ Linh vừa làm xong đó các bác. Thịt lợn này thì cực kỳ là ngon nhé. Mọi người có thể lấy về, mọi người có thể để ngăn mát. Thế nên là Mỹ Linh vừa hút ra túi chân không xong luôn. Đó, thịt lợn ba chỉ nhé, gác bếp nhé. Mọi người muốn nhu cầu thì cứ gọi điện số điện thoại là 0976613609 ở trên màn hình video mà các bác hay xem. Đây là lạp sườn nhé các bác nhé. Lạp sườn này cực kỳ ngon luôn, treo gác bếp chuẩn lợn đen vùng cao Hà Giang. Đó. Mọi người nhớ ủng hộ kênh của Thảo Mỹ Linh nhé. Và Linh còn mặt hàng cuối cùng đó là mặt hàng mật ong bạc hà. Đây là mật ong bạc hà, là mật chuẩn nhé các bác nhé. Cái này là Linh đã phải chọn lọc mật ong, nó màu vàng chanh nhé các bác. Đó, mật này mật chuẩn luôn các bác có thể mua về sử dụng giúp Mỹ Linh. Đó, và cái món cuối cùng đó là món là mật ong rừng nha các bác nhé. Mật ong rừng thì mọi người phải liên hệ qua Mỹ Linh. Đó, Linh đã đóng chai thế này rồi, toàn là mật chuẩn thôi các bác, lấy của bà con trong bản ra giúp bà con tiêu thụ những sản phẩm mà bà con đã sản xuất ra. Ngoài ra thì Linh có thêm những mặt hàng như là thuốc mát gan. Thuốc này thì có thể là hỗ trợ thải độc gan, hỗ trợ ăn ngon ngủ tốt. Viên gan B, viên gan C của bác Lương Y Ma Thị Thúy ở khu vực Tuyên Quang. Và có thêm cả thuốc dạ dày. Thuốc dạ dày này thì các bác biết là thuốc ai mà mắc những triệu chứng về dạ dày hay là táo bón, trào ngược dạ dày, hội chứng kích thích ruột đấy, thì các bác có thể là mua những thang thuốc này của Lương Y Ma Thị Thúy thì cũng đã chứa được rất là nhiều những người bệnh gặp những tình trạng về dạ dày hay là những người ảnh hưởng về gan. Thì cái thuốc mát gan này các bác có thể về sắc, có thể là hỗ trợ thải độc gan, hỗ trợ ăn ngon ngủ tốt. Những bác nào mắc triệu chứng viêm gan B, viêm gan C thì có thể mua thử những thang này về uống thì nó đạt hiệu quả rất là cao. Cứ ba thang này, ba gói này là một thang nhé các bác nhé, ba gói là một thang. Đó, các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh để có thể đặt hàng. Còn cái thuốc dạ dày này cũng là ba gói một thang. Đó. Ngoài ra thì Linh có thêm cả chẩm chéo nha các bác nhé. Các bác muốn mua chẩm chéo thì các bác có thể liên hệ đặt hàng của Mỹ Linh đây. Chẩm chéo ướt đây, cực kỳ là ngon. Ăn chấm thịt luộc hay là những gia vị các bác muốn là pha để chấm hay là thịt nướng đều rất là thơm nha các bác nhé. Mọi người có thể mua chẩm chéo để liên hệ qua kênh của Mỹ Linh qua số điện thoại 0387761631. Số điện thoại là 0387761631. Đây là những đơn thuốc mà đã được các bác đặt rồi, một lúc nữa Linh sẽ gửi đi. Đó, thuốc dạ dày, thuốc mát gan. Những bác nào có triệu chứng viêm gan B, viêm C hay là uống rượu nhiều, muốn là thải độc gan và ngủ không tốt ấy, thì có thể uống cái thuốc này. Các bác đun lên và uống thay như cái nước hàng ngày của mình. Đó, còn cái dạ dày nữa. Đó, đây là các bác uống trong vòng 15 ngày nhé. Đặc biệt là kiêng rượu bia và đồ ăn nóng nhá.